chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường lo. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói trọn trong nỗi nhớ. Chưa chọn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn rơi, mưa lạnh xuyên có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chọn người những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Giọt mưa cuối cùng tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn rơi, mưa lạnh xuyên có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chọn người những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng, tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối. Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Thưa quý vị, chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Kính thưa quý vị, vào tuần trước thì chúng ta đã phải chia tay cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy. Và chính vì vậy trên sân khấu chúng ta ngày hôm nay chỉ còn có 4 cặp nghệ sĩ sẽ tranh tài. Chắc chắn là cuộc đua ngày càng hấp dẫn hơn, bởi vì các thí sinh của chúng ta sẽ phải cố gắng nỗ lực hết sức mình để mang đến những phần thi cực kỳ hấp dẫn và sôi nổi cho tất cả quý vị khán giả truyền hình. Và trước khi mà chúng ta đến với phần thi của các thí sinh, hãy cùng chào đón ra sân khấu những vị giám khảo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên hãy cùng chào đón một cặp đôi giám khảo rất là dễ thương đã đồng hành với chúng ta xuyên suốt từ tập đầu tiên đến bây giờ. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nữ ca sĩ Cẩm Ly. Thưa quý vị, hôm nay thì nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định chọn cho mình phong cách jeans.
trẻ trung, khỏe khoắn. Còn nữ ca sĩ Cẩm Ly thì vẫn chọn phong cách nhẹ nhàng với tà áo dài đỏ thước tha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi thứ hai, giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vy và nữ ca sĩ Phương Thanh. Thưa quý vị, anh Minh Vy thì vẫn chọn phong cách trẻ trung, đó là áo vest khoác ngoài. Còn chị Phương Thanh thì hôm nay có vẻ thước tha hơn, trong chiếc áo mang phong cách hơi cổ xưa một chút và đeo một chút kiềng ở trên cổ của mình. Vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề của chúng tôi mang đến cho các thí sinh của chúng ta, như quý vị cũng biết, mỗi một đêm thì chủ đề sẽ thay đổi khác nhau. Và đêm ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta đó chính là mưa. Chỉ một chữ ngắn gọn thôi, nhưng mà bằng âm nhạc các bạn sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện khác nhau. Thưa quý vị, sau khi thí sinh của chúng ta thể hiện trên sân khấu thì các vị giám khảo sẽ cho điểm, giám đốc âm nhạc sẽ không cho điểm và hai vị giám khảo còn lại sẽ dành những số điểm dành cho thí sinh. Và điều đặc biệt là số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ được giấu đi và chỉ được biết sau khi mà chúng tôi công bố kết quả thí sinh nào đi tiếp hay chia tay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trên sân khấu với cặp đôi đầu tiên. Có thể nói đối với họ diễn xuất là sở trường, nhưng âm nhạc có khi không phải là sở trường ấy. Và chúng ta hãy cùng xem coi sự kết hợp của họ khi mà diễn cảnh hai số phận khác nhau trên sân khấu này như thế nào. Mời quý vị hãy cùng đến với nghệ sĩ Tấn Hoàng và danh hài Chiến Thắng. Anh Hoàng, anh Hoàng. Chị Thắng, có chuyện gì không chị? Anh giúp em đưa lá thư này cho anh Thắng giùm em. Ủa sao chị không đưa mà bắt tôi đưa? Coi như anh giúp em nha. Anh có tội gì đâu mà đuổi anh. Tội anh lớn dữ lắm. Tội gì em? Tội nghèo. Trời đất quỷ thần ông Địa ơi, nghèo mà cũng là cái tội sao em? Bản thân anh lo anh còn không xong, làm sao mà anh lo được cho gia đình, cho vợ, cho con anh hả? Thuy à, em suy nghĩ kỹ đi. Lúc mà anh cưới em á, anh cũng nghèo vậy. Bây giờ nó cũng giống nhau, đâu có gì khác đâu. Tại sao hồi xưa không bỏ anh, bây giờ em bỏ anh? Mình có con rồi, mình bỏ nhau tội nghiệp con lắm Thúy ơi. Anh thương con, tôi cho anh luôn đó. Em không thương con hả? Nói thiệt với anh, nó là con tôi, mà tôi nhìn cái mặt nó tôi không có ưa. Sao vậy? Tại sao mà nó giống anh quá? Nó giống anh tại sao không ưa nó? Nó giống anh là nó nghèo. Cái mặt nó nghèo lắm hả? Đời anh nó nghèo rồi, đời con anh nghèo nữa, mai mốt đời cháu cũng nghèo, đời chắc cũng nghèo. Không lẽ nguyên cái dòng họ tôi nghèo vậy hả? Trời ơi, không lẽ nghèo mà di truyền sao ta? Thôi không nói nữa, không nói nhiều nữa. Tóm lại là đại gia đợi tôi ở ngoài nhiều lắm ha, tôi không cần anh. Thúy à, nếu vậy thì em cần ấy, em cần cái gì nói anh nghe đi, anh lo cho. Em cần gì em? Tôi cần tiền. Tiền anh có. Thật sự là anh có giấu em, anh còn 1,5 tỷ lận. Anh nói gì vậy anh Hoàng? Anh còn 1,5 tỷ lận Thúy ơi. Hồi đó giờ con 1,5 tỷ không nói người ta biết. Thì bây giờ mới nói nè. Bỉ gì đâu à. Vậy à, anh để 1,5 tỷ đó đâu vậy? Người ta hứa là 4,5 giờ người ta mới đưa. Anh nói gì không hiểu gì trơn. Khi nào trúng người ta mới đưa 1,5 tỷ. Anh mua tờ vé số trong túi anh nè. Nè em. Nè. Trời. Đài Vĩnh Long. Hết lời rồi. Sao em? Thôi,
Không ấy, cầm tờ giấy số này đợi chiều nó sổ nha. Em không nói nhiều nữa. Em không thể nào ở với một người vừa xấu mà vừa nghèo như anh. Thuy. Thôi chú Hòa, không phải buồn. Khổ quá Thắng ơi, vợ bỏ rồi. Nghèo nó đi mới hèn, đúng không? Giàu nó đi mới sang. Có số hết cả rồi, không phải buồn nhá. Anh ơi, để tôi vô tôi lo cho con tôi. Con tôi nó khóc kìa. Rồi, có cái gì khó khăn cứ bảo với anh, về vật chất không phải nghĩ. Dạ, cảm ơn anh, tôi lo cho con. Đêm nay trên phố mưa tới, lòng bao nhớ nhung đầy. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng ngồi trên đôi môi ôi tiền. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh nhìn mưa rơi. Gom một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ chứ anh. Mà nãy giờ tôi buồn quá, vợ tôi bỏ tôi buồn quá, tôi quên. Thương hả? Thương. Ôi, tiền cả đấy. Hỏi tiền thôi. Thì chỉ đưa anh cứ đọc đi. Tôi không biết cái gì, anh đọc đi rồi. Thôi được rồi. Dạ. Thấy chú buồn, anh đọc thơ cho nó vui nhá. Dạ. Rồi. Đọc đi anh. Để tôi mở ra.
Ôi trời, anh xé thế. Đúng nhà giàu. Đọc nửa chữ. Giả chữ. Đọc nửa chữ thôi nha. Anh đợi chỗ chân. Chỗ này hay này. Ôi. Này này. Hoàng. Dạ. Vợ tôi nó vừa đi hướng nào? Vợ tôi đi hướng nào? Không biết, tôi quên rồi. Sao vậy anh? Chết tôi rồi. Tại sao vậy? Vợ tôi nó bỏ tôi rồi. Thế à? Tôi thua. Thế anh với tôi giống nhau rồi. Tôi thua chứng khoán thì nó bỏ tôi rồi. Anh thắng thế chưa? Cười người hôm trước hôm sau người cười. Hồi nãy anh cười tôi đó. Quả báo đó anh. Thôi anh cứ vào nhà đi. Có khó khăn gì hỏi tôi ha. Khỏi phải nghĩ nha. Mưa rơi, mưa vẫn rơi em đêm. Bài ca anh gom gom một đêm. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Ôi giời ơi. Ủa sao cứ thế này? Hả? Người ta tưởng mình bên em. Ôi không ôm nhau nữa. Không ôm nhau thì chào người ta nhé. À, chúng ta cũng thấy là người giàu thì cũng khóc mà người nghèo thì cũng khóc. Nhưng cái nghèo với cái giàu ở đây nó đều khác nhau. Chỉ có cái chung là hai anh đều bị vợ bỏ cả. Nhìn anh thì Nguyên Khang nhớ tới câu chuyện vé số 1,5 tỷ. Mặc dù chiều chưa số 4:30 chiều nhưng mà cũng có thấy là chắc là cũng khó trúng, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo với phần thể hiện của hai nghệ sĩ. Chúng tôi xin mời chị Phương Thanh. Mời chị. À, phải gọi bằng anh vì hai anh đều là những danh hài rất là nổi tiếng. Và một sự kết hợp rất hay từ anh Chiến Thắng là danh hài ngoại Bắc và anh Tấn Hoàng ở trong Nam. Khi vào bài hát này Phương Thanh thấy rất là hợp với nhau, rất là tình. Vì các anh không phải là chuyên về đi hát cho nên có những chỗ hơi lép chút xíu vì do cảm xúc nhiều. Nhưng mà Phương Thanh thấy cái đó là nó quá đẹp tuyệt vời. Cứ mỗi lần những người đàn ông nghèo khó thì hay bị vợ bỏ hay người yêu bỏ. Rồi cuối cùng người đàn ông giàu có cũng vậy, khi mà thua thiệt trong cuộc sống rồi cũng bị bỏ. Thì bắt đầu là cái tình yêu đồng giới nó nảy sinh ạ. Nhưng quan trọng là các anh đã tỉnh ngộ và xác định được là hai chúng ta là hai người đàn ông. Cho nên chúng ta chỉ ngã về nhau một giây lát thôi. Nó lại cảm xúc rất là lạ. Xin chúc mừng hai anh rất nhiều. Xin mời chị Cẩm Ly. Hôm nay mình cũng bị phê bình một tí xíu. Tức là mình bị một tí xíu về nhịp. Chỉ bị tí xíu đó thôi. Nếu mà giả như mình cái đó mà mình tròn trịa hơn nữa thì nó sẽ hoàn hảo cái bài hát của mình hơn. Đâu, anh Chiến Thắng hát lơi mà. Anh lơi với nhịp có chút xíu hả? Em thường xuyên hát lơi đó anh Thắng. Hát lơi nó đã lắm kìa. Miễn sao vô nhịp được thôi chứ. Yeah. Vậy là hôm nay không phải là có một trong cái ban giám khảo thì không có một người binh nữa mà tới hai nhưng mà người một mình em Chiến Thắng không có nổi ba Thanh, người còn Thanh lại là, thế là nghĩ là cuộc thi phải nghiêm khắc, đúng, Cẩm Ly nói đúng, phải nghiêm khắc đã. Nhưng mà Tấn Hoàng nói là ví dụ bỏ qua được cái gì cứ bỏ ha. Nói là tí xíu chứ nè, tí xíu hay không là Thắng biết nhiều nhất phải không? Rồi. Xin mời anh Hưng ạ. Đây là cái bài hát khó. Tuy là bolero nhưng mà cái giai điệu của nó không phải là những cái giai điệu phổ cập, phổ biến mà mình vẫn thường hay nghe. Nó đòi hỏi một cái sự diễn cảm rất là tinh tế luôn. Là ngay cả cảm xúc cũng vậy, thật là nhiều. Thì mới làm cho bài hát nó thấy hay. Câu chuyện thì có. Nó đúng với mô típ của cái dòng nhạc này. Đó. Và cái khó ở đây là các anh vừa phải diễn đem cho khán giả những cảm xúc nó đang xen vào nhau liên tục vừa hài vừa bi, làm cho người ta đổi cảm xúc nhiều. Đó là cái giỏi của những người diễn viên như hai anh. Nhưng mà nói đây là cuộc thi hát thì Hưng cần cái sự mượt mà và cái độ chính xác trong cái giai điệu và cái độ thả xuống nó ngọt hơn nữa đó. Mà các anh muốn thử sức cái bài khó này thì rất là can đảm.
Thôi thì với sự mở màn đầu tiên như vậy là cũng là ngon lắm rồi. Chúc mừng. Các anh mà bị vợ bỏ thì đề nghị các chị cũng phải thương hơn nhiều hơn một chút. Đó, cho nên là ở dưới là giám khảo cũng phải cho điểm nhiều hơn chút với câu chuyện là bị vợ bỏ thế này. Đúng không ạ? Nói rồi, lấy mấy người kia chi cho bị bỏ, về lấy em có bỏ đâu. Thôi, em xin phép là thôi không dám lấy chị, cho chúng em nhiều chút. Xin mời anh Minh Vy ạ. Hai bạn quên kịch bản của tôi. Đáng lẽ là cái thoại phải nằm ở giữa, anh Hoàng sẽ đưa cho chiến thắng và anh Hoàng sẽ đưa cho thắng cái lá thư của người vợ. Giải quyết cái vụ đó, thắng sẽ nói cái chuyện mà vợ bỏ trong chỗ đoạn giữa thì anh Hoàng cầm cái dù ra mới hợp lý, đố thắng buồn luôn. Ủa là cái lá thơ đúng ra phải đưa chỗ nào? Cái đoạn văn tấu nên đưa quá lâu, nên cái phần diễn xuất của chiến thắng, cái bài hát rất là buồn nhưng mà chiến thắng tâm trạng không có nhập vào được bài hát, cho tới gần cuối lá thơ xuất hiện thì lúc đó chiến thắng mới nhập được tâm trạng vào, thì đó là không đúng. Đúng không đó? Nếu như cái lá thư đó được nằm ở đoạn giữa thì chiến thắng cái bài hát sẽ nhập vào hồn nhiều hơn chứ không phải chỉ là một đoạn cuối không. Em có chút đột ngột khi mà cái lá thư ấy. Thế thành ra thật ra nếu anh không nói thì không ai biết. Thôi anh đừng nói nữa đi. Không, mình phải công bằng. Bắt đầu khen lại. Bà Ly, chồng bà Ly khó quá. Đâu có đâu, đóng vai trong đây là đóng vai binh không đó. À vậy hả? Ừ. Hôm nay có bà tôi mới khó đó. À vậy hả? Chiêm ngưỡng sắc đẹp chồng bà Ly coi. Ok, dễ nói phải không? Nhưng anh khen chiến thắng và em cũng khen Hoàng một cái chỗ mình quên nhưng mình lấy cái đó làm cái ngẫu hứng và tạo thành một cái kết quả khác, là cái ứng biến hay, ứng biến cực hay. Và dù sao đây là một bài hát rất hay của anh. Và anh yên tâm đi, chị Thanh chỉ ngồi đây là chị sẽ cho điểm rất là cao, cho nên là anh không phải lo, đúng không chị Thanh? Không có đâu, dạ. Nhiều khi tôi khen đại hồi tôi cho có 8 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi đầu tiên. Xin mời số điểm của chị Phương Thanh. Với cái tình cảm anh em sâu sắc 30 năm qua với anh Tấn Hoàng, tình cảm 20 năm nay với anh Chiến Thắng, em chỉ có thể cho một số điểm tuyệt vời và đẹp nhất. Mà thế độ một xíu xuống dưới kia, mà nếu có thiếu nửa điểm anh Hoàng với anh Chiến Thắng đừng nói với em nha. 9.5. 9.5. Xin chúc mừng. Xin mời chị Ly. Cái vụ mà rớt nhiệt đó là em phải... Tấn Hoàng với Chiến Thắng thương nhau lắm. Dạ. Mà nếu mà vì cái lỗi mà Chiến Thắng bị rớt nhiệt đó Ly. Dạ. Mà bị hạ điểm thì tự nhiên Tấn Hoàng Chiến Thắng nó không vui nha. Trời, áp lực quá vậy. Áp lực quá. Thì đó thì nói vậy ta. Đừng cứ chấm điểm thẳng đi. Cứ chấm thẳng đi. Nhưng mà nhớ anh em nó còn thương nhiều lắm. Vâng, em nói như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay về bài hát và có những cái đoạn diễn này kia, nói chung là nó có sự kết hợp, nó cũng hay mà. Em thấy nó cũng ổn lắm. Chỉ có bị cái đó thì bắt buộc phải trường thôi. Và em dành cho anh với anh Thắng 8.5. Thật không? 9.5. Yeah. Anh Hưng là Nguyên Khang chưa được công bố cái số điểm, anh sẽ dành cho các anh ở cuối chương trình. Xin được chúc mừng cặp đôi của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn. Hi. Xin chào quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi là Khang, biệt danh là Khang Xe Ôm. À, nhìn các bạn là biết là Khang Xe Ôm đúng không? Tôi chạy xe ôm ở cái khu phố này, kim luôn bảo vệ, quản lý ở cái khu này. Nói chung là ai đi ra đi vào, ai mà thân phận như thế nào là tôi ôm hết. À không, tôi quản lý hết. Nói đâu nghe, có mấy cái chuyện mà tôi còn biết được thâm cung bí sử, nguyên cả sáu hai bay biết mà tôi biết. Biết vụ ông Hưng với bà Ly yêu nhau là tôi biết luôn. Đó, cái chuyện này là không có ai biết hết, mà có mình tôi sẽ ôm nhiều chuyện này biết thôi. Nói nghe chứ hồi xưa là tôi rất là thích hát, tại vì tôi được tính rất là thương người, mà lại trời sở hữu cho cái giọng hát trời phú. Bởi vậy hôm nay chạy xe ôm rỗi ế cho lại hát câu. Mấy anh ban nhạc cho em đoạn vô lấy tông nha. Hôm chia tay chiều chủ nhật. Anh Khang ơi. À. Con em nó khóc quá trời, anh đi chỗ khác hát giùm em nha anh. Thấy một nhành hoa. Vâng, Khang ơi Khang. Ngoại nói cho con nghe là ngoại bị lên máu nha con. Con cái đi chỗ khác hát giùm ngoại con ơi. Cái gì mà trời ơi, tôi vừa mới hát mà trời. Vừa thì cất lên một người ói, một người thì lại chóng mặt nhức đầu, khổ ghê. Ai mua bông hồng? Bông hồng đẹp làm quà tặng cho người thân đây.
hả? Ôi ôi, tụi nó phân cho bà Ly yêu nhau mà mua hoa tặng nhau kìa. Nè nè, ông Minh ông mua cho tôi đi, đồng trả tiền luôn đi ông Minh. Rồi từ từ mình yêu nhau. Kẹo kẹo đây, ai mua kẹo kẹo không? Chị Hai. Ý, hai chị em ra. Út, bán được gì không em? Dạ, bán được nhiều lắm luôn á Hai. Giỏi quá, hôm nay Út của Hai giỏi quá. Hồi sáng giờ có mệt không? Mà hồi nãy em đi bán á, hình như là em gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng này với lại cô Phương Thanh luôn á. Phải không vậy? Út của chị gặp được á hả, chú Đàm Vĩnh Hưng với cô Phương Thanh luôn? Dạ. Ủa, chứ hai cô chú đi chơi chung với nhau hả? Em đâu biết đâu. Vậy thôi à, hai cô chú có mua bông cho em không? Hai cô chú mua hết bông luôn. Trời ơi, vui quá à. Nè, sáng giờ mệt lắm rồi đúng không? Chị Hai còn nửa ổ bánh mì nè, ăn đi rồi lát nữa lấy sức á, bán tiếp nghe. Thôi, chị Hai ăn đi. Em mập vậy em không sợ đói đâu. Dễ thương. Với lại buổi sáng á, chị Hai mới đi học ở trong trường, trưa còn rảnh rỗi để đi lấy kẹo, tối đi bán để lo việc học hành cho em nữa. Hai ăn trước đi. Mà nãy á, em đi á, em có mua bịch trà đá cho Hai nè. Trời ơi, thương quá Út ơi. Cảm ơn Út nha. Lên Sài Gòn có hai chị em à. Đi học xong á, buổi tối không có ở nhà học bài làm bài đâu. Đi theo chị Hai phụ bán làm gì. Lỡ má biết được, má la chị Hai rồi sao? Đâu có sao đâu Hai. Em đi bán chỉ để phụ mẹ chuyện học hành của hai chị em mình thôi, chứ em đâu có làm gì sai đâu. Thì biết á, là không có làm gì sai. Chứ nhưng mà... Nhưng mà sáng giờ chị Hai có bán được gì không? Không. Hôm nay chị Hai bị cảm. Cổ họng chị Hai đau lắm, không có hát được. Mà bán kẹo kéo không có hát á, có ai đâu mà mua. Nhiều chị nè, hai đứa bán kẹo kéo à? Dạ. Sinh viên. Dạ. Để anh giúp cho. Anh giúp. Yên tâm, anh chạy xe ôm cái khu này ai cũng tin, nó không lo gì đâu nha. Đứng qua bên anh hát một cái là bảo đảm thu hồi vốn liền. Đi ra vòng quán chứ sao đi nha. Mượn cái micro lấy giọng cái coi. Dàn này hát được không? Hi-fi stereo không? Ok. Hôm chia tay chiều chủ nhật. Đó 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 sao? Ngoại nói rồi, ngoại bị lên máu. Con đánh luôn cho ngoại nghe Khang. Định hát giúp cho hai em bán. Mấy lần trước anh bán là hết hàng luôn đó. Thôi thì nhường kẹo kéo cho em mà. Nãy sao? Cô chị nói sao? Cô chị bảo là bị cúm, bị ho đúng không? Dạ. Thấy thương. Móc ra. Tặng chai dầu. Nhớ sức vô hai cái màn tan ha, cho nó nóng người. Em bị ướt quá trời, nói cho nghe, tặng cho cái áo mưa đó. Trời, chạy sơ mà đầu tư không, nguyên cái áo mưa màu hường à. Không được không, cái áo mưa này nó quá nhỏ bé so với em. Lúc mà em mặc á, em xé đôi ra nha, xé đôi ra chùm là hai đứa ha. Dạ. Ok. Dạ. Chúc may mắn ha. Dạ. Ok. Dạ. Con cảm ơn chú. Hai ơi, vậy còn kẹo với bông thì sao Hai? Không sao đâu, lát nữa hết mưa á, chị em mình đẩy xe ra chỗ khác bán nha. Nhưng mà ngày mai là hai chị em mình phải đóng tiền nhà trọ rồi. Không sao đâu, em đừng có lo quá. Nè, áo mưa chú cho nè, em mặc đi. Thôi chị Hai mặc đi. Không, em mặc đi chứ để đâu. Đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi.
ngoại, có bà ngoại ngồi đây xem ủng hộ nè. Hai ơi, tạnh mưa rồi hai. Em có bà ngoại ủng hộ bên kia. Bác đây, hai đứa ở đây hát cho ngoại nghe nha. Dạ. Hát hay quá, thằng này nó hát dở nên ngoại mới đuổi đi. Hai đứa hát đi, ngoại mua kẹo kéo ủng hộ cho. Dạ, con cảm ơn ngoại nghe. Giỏi, hát cho ngoại lại nghe nghe. Qua đây ngồi ngoại, qua đây ngồi. Rồi rồi, cảm ơn gia đình bác kẹo kéo. Và mới cất tiếng hát thôi mà giải tán đám đông. Đời bất hạnh vậy, cho nhan sắc không cho tiếng hát. Chúng ta vừa đến với hai chị em bán kẹo kéo với một ca khúc rất là hay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời phần chia sẻ nhận xét của ban giám khảo. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh không có biết trước được kịch bản là phải còn một ít hoa ở trong giỏ, để cho nó mới tội nghiệp hơn nữa, anh lỡ tay mua hết trơn. Xin lỗi nha. Cái thoại rất là dễ thương. Anh thích nhất là cái chỗ lúc mấy lấy lần mà bà ngoại bà đuổi á, bà chê bai rồi kia bà lên máu đó, thích chỗ đó dễ sợ. Thật ra thì Kham cố tình hát cho nó dở đi thôi, chứ hát được lắm anh biết. Năm sau thi tuyệt đỉnh song ca. Năm sau ban tổ chức nhớ mời Phương Thanh chấm nha. Về phong độ của hai em thì luôn luôn ổn định. Anh hay đợi cái lúc mà hai tụi em song ca lắm, luôn luôn đợi phần đó để chi. Xấu tính lắm, để coi có bị sô le không, coi có bị đứa trước đứa sau không, mà lần nào cũng thất bại hết trơn á. Hai em hát dính chặt kinh khủng luôn, mặc dù hát đồng âm có một câu duy nhất thôi thì Nhân nó gần được là tròn trịa là 10 luôn rồi đó, 10 điểm đó, mà nó hơi xíu xíu à, chắc là mưa quá ướt nên là có một câu nhỏ thôi, vì lạnh nó hát nó rung rung đó, chỉ như đó thôi, chứ còn mọi thứ đều tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh Hưng. Xin mời chị Ly. Hôm nay thì càng ngày càng thấy cái duyên của anh MC. Kim Hàng xin phép là cái này là phải nói kể công của anh Vi. Tại vì anh Vi là người nghĩ ra hết những cái kịch bản này. Dạ. Đúng, cái đó là mình đang nói về kịch bản. Nhưng mà nhiều khi kịch bản hay nhưng mà người diễn không ra, hoặc là diễn không duyên, nó lại càng cái khác nữa. Đó, chứ nhiều khi cái bữa sau cái nói trời ơi, không ngờ Khang diễn dở dữ. Dạ, cái này kịch bản của anh Minh Phi. Đây bây giờ tôi đâu có khen, tôi đang nói kịch bản thì ok. Nhưng mà tôi đang khen đích danh cái anh MC. Càng ngày tôi ghi nè, Khang càng ngày hài, càng duyên nhỉ. Còn nói về hát thì giống như là anh Hưng, hay là chú Hưng, cái lộn, đã khen rồi. Nhưng chỉ tiếc tí xíu Nghĩa. Cái đoạn cuối lúc mà em hát để mà cả sớm mà ra mà ngồi nghe đó, tôi nghe thưởng thức á, thì nếu mà em có vẻ nó hơi tự nhiên tí xíu nữa, thì em vừa hát vừa đi, em mời kẹo thì nó dễ thương hơn, em đứng người ta tự tới mua. Còn về hát thì được. Được, cứ theo cái đà đó mà tiến lên. Ok, chúc mừng em. Cảm ơn chị Ly. Xin mời chị Phương Thanh, để giờ ngồi cắn ngón tay suy nghĩ gì chị.
Đây, bây giờ tới phiên em xin Nguyên Khang nè. Chừa cho cô đó cô. Mình nói gì giờ ông Minh? Tới. Nói để dành Khang. Tôi yêu nhau gì tôi nói bán gì. Ai là bán bán chứ, đúng không? Ngày xưa ông là chồng của bà Ly, giờ ông ngồi kế tôi, ông là của tôi. Thôi bàn với nhau đàng hoàng chứ, đúng không ạ? Nói chung là Khang về công nghệ với thiện nhân cũng nhiều rồi. Bây giờ mình tìm gì ta? Nói về Nguyên Khang đi. Phải công nhận là cái kịch bản này nhờ có Nguyên Khang dẫn vô rất là duyên. Phải công nhận. Dẫn duyên đó, cho nên cái tiết mục nó duyên từ đầu. Chứ nếu mà hai em mà ca hay quá mà Nguyên Khang dẫn vào không có duyên, nó sẽ bị hụt cảm xúc. Bây giờ mới vô hai cháu nè. Phải công nhận á, thiện nhân á con có một cái giọng hát cô thích vô cùng. Nó bay bay nè. Cái chất của con rất là ngọt ngào, nhưng không quá gọi là quá cố gắng, mà con hát rất là tự nhiên. Cái điều đó là cái điều con có một cái lợi thế. Con hát bolero mà con nghe rất cảm xúc nhưng mà lại không bị não nùng. Là hay. Một chàng pháo tay cho em đi quý vị. Công Nghĩa cũng có một cái chất giọng rất là ngọt. Có đôi chỗ em hát hơi bị lép hơn với chút xíu so với thiện nhân, cho nên chỗ đó khi mà có mấy khúc xuống thấp á, em phải hát mạnh hơn một chút xíu, tại vì giọng của thiện nhân hình như hơi mạnh đúng không con? Để cho nó cân lên một chút xíu, chứ còn tất cả các những chỗ khác là ok hết. Nhưng mà đây là một cái cách lựa chọn một cặp song ca rất là ổn, bởi vì khi hát song ca cái nội lực, cái cảm xúc, tất cả mọi cái sở thích và cái suy nghĩ phải giống nhau hát nó mới hay. Và lựa bài hát cũng rất là đẹp, bài hát đẹp, phù hợp với cái phong cách là cái kịch bản lẫn tới cái giọng. Cảm ơn chị Phương Thanh và cũng cảm ơn chị về lời khen dành cho em. Đối với tôi Nguyên Khang rất là có duyên. Dạ. Cảm ơn rất chị. Là dễ thương. Em yêu chị. Thôi chúng ta đừng có yêu nhau, tôi có ông Minh rồi nha. Trời ơi, cướp chồng công khai trên sóng truyền hình. Ê đừng nói tôi cướp chồng, trời ơi. Xuất trong cái chương trình này thôi, còn hết chương trình là ông Minh trở về với bà Cẩm Ly. Okay. Đúng không? Các bác, các chị, các em, các cô. Anh cười có nghĩa là đồng lõa với tội ác đó anh. Ông Minh nói suy nghĩ của mình về hai đứa tụi tôi đi. Rồi suy nghĩ ha. Nãy tôi ngồi chỗ này tôi bị đơ. Sao vậy? Cái thế nó sai nè, thấy không? Cái thế nó ngồi, cái thế nó bị sai. Không, người ta yêu nhau là không phải khắc khẩu. Vậy nhìn bên kia kìa, nhìn bên kia kìa. Đó là yêu nhau nè. Cái đó là giả tạo hình thức, còn ở đây là chỉ có khắc khẩu thôi, nhưng mà nội tâm luôn hướng về nhau. Xích cho tôi coi. Bà kéo tôi không á. Nội tâm nào nó đủ can đảm ôm ông một cái. Chút xíu tôi xin lỗi bà trước. Cái này, cái kịch bản hôm nay mới có hai bài thôi, nhưng mà thực sự là cái phần ngẫu hứng nó nhiều. Cái phần ngẫu hứng này ở đây là thế này, ngay cả chú Đàm Vĩnh Hưng và cô Phương Thanh cũng không có biết trước cái kịch bản này. Chú nhớ dặn rất kỹ là con là tức là cho ba cách chứ gì, để mà hai cách thôi, có hai cách xảy ra thôi. Chắc chắn hai cô chú mua, nhưng mà con sẽ lên con nói với chị Nghĩa là hai cô chú có mua của con nhưng mà không có trả tiền. Đúng thấy chưa? Chết không, cái này là nhẹ tiền. Nhàng thôi. Không, có người trả tiền là ông trả chứ tôi đâu có trả. Trời ơi, bà mua bà kia tôi trả. Nãy tôi nói ông trả mà. Người ta yêu nhau trai mua ra bông cho gái. Rồi, như vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Cái là chi tiết nhỏ để chú nói là hôm nay là cái ngày ngẫu hứng rất nhiều cho các bài hát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem số điểm của bài giám khảo dành cho cặp đôi. 9,75. 9,75. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Cẩm Ly cũng gửi 9,75. 9,75. Sao bà giống tôi vậy? Số điểm của anh Hưng thì sẽ được giấu đi ở phần cuối của chương trình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Thưa quý vị đang cùng theo dõi chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng với chủ đề mưa. Và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của cặp đôi tiếp theo. Họ sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện về miền Trung bão lũ với phần thể hiện trên sân khấu của cặp đôi Đông Quân và Hạnh Nguyên. Xoa
xa lạnh từng đêm. Quê ơi, những tháng ngày miền Trung lục lội bấy lâu nay, mưa dầm nặng hàng rồi bão tố mà cứ như đang cổ đọa đây. Khổ lắm rồi, thôi đừng nữa, thôi đừng rơi xuống nữa mưa ơi. Vừa đến với ca sĩ Đông Quân và ca sĩ Hạnh Nguyên với ca khúc Tôn Nữ Còn Buồn. Xin mời. Thưa quý vị, một anh ngư phủ đánh cá và một cô nông dân, và một trận lũ đã đến cuốn đi tất cả mọi thứ. Thế nhưng điều may mắn là sau khi trận lũ rút đi thì họ lại phát hiện ra những mầm sống đã sinh sôi nảy nở để bắt đầu một cuộc sống mới. Và chúng ta vừa đến với phần thể hiện của hai giọng ca Đông Quân và Hạnh Nguyên. Và bây giờ xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Chúng tôi xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Đưa ra một cái tiêu đề rất là hay giữa cái lúc miền Trung đang lũ lụt rất là nhiều. Phương Thanh cảm thấy là cái chủ đề đưa rất là tốt. Và cái kết thúc chủ đề là hai cái cây các bạn cầm ở trên màn hình là chiếu ra cái từ cái mầm cây mà lên thành cái cây lớn rồi tất rất là nhiều cây. Cho nên là cái tiêu đề rất là hay, rất giá trị và rất là ý nghĩa. Chị chỉ muốn là hai bạn hát đời hơn một xíu nữa cho chị. Tưởng tượng mình đang là những người đang sống trong vùng lũ lụt. Thêm một xíu nữa thì bài hát này rất là tuyệt vời. Xin mời chị Cẩm Ly ạ. Thực sự đó, cái bài này nó hơi khó. Cái mấy cái âm mà về Huế đó, cái luyến lấy của mình nó phải thật là
là đẹp á, nó phải vững á, thì nó sẽ mềm cái bài hát. Còn không thôi nó sẽ trở nên nó bị sượng tới những cái luyến lấy nó liên tục. À, Quân bị rất là nhiều là về cái đầu câu của Quân, nó bị mạnh quá. Nó làm, tại vì nó làm cho mình nó bị cứng, nó cảm giác nó rất là nặng nề. Nó phải nhẹ nhàng là sâu cơn mưa, nó đều đừng có là sâu rồi mới cơn mưa. Nó bị mạnh, cái từ đầu tiên mình phả ra là nó quá mạnh. Thì cái cảm thấy nó cứng bài và nó nặng nề lắm. Thì cái đó Quân nên để ý kỹ. Chứ còn cái kịch bản thì quá tốt. Chúc mừng hai bạn. Xin mời Hưng ạ. Sao tụi mình lại bị trùng ý nhau nhiều quá vậy? Vậy hả? Ghê giống nhau không? Chứ sao? Ý nói mình không có trùng ý. Trùng ý chứ chưa phải là hết ý. À đúng rồi, chút xíu mình sẽ nói hết ý của mình đúng không? Cái câu chị Phương Thanh nói lúc nãy là anh cũng định nói, anh viết đây luôn rồi, chị Thanh nói trước rồi. Em chọn lựa bài hát và cách dàn dựng rất là khôn, rất thời sự. Cách hát của Quân bị nặng lắm. Người Huế hát không có dùng lực nhiều như vậy, nó rất là sâu. Và nó như là nội công thâm hậu đó, nó len lỏi len lỏi mà nó nghe nó dịu dàng pha lực trầm tư đó. Anh có lời khen cho Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên hát ngọt ngào, chỉ có đúng hai cái nốt trước giang tấu thôi đó. Đêm hay yêu gì đó mà em Ngân nó bị rung rung mà nó không giữ được cái cao độ của nó. Đúng hai nốt đó. Những cái tiểu tiết mà thùng trôi nước lũ dây cột á, nó không đủ sức để ghi điểm, nên tụi em phải phân tích, phải tính toán thật là kỹ có nên xài nó hay là không đó. Đừng có quá chú trọng về nó. Mưa gió trên màn hình tất cả mọi thứ nó có thể diễn tả được, những cái đó nó thực sự nó lấy đi cái thời gian và sự tập trung của tụi em rất nhiều. Anh thấy hai đứa lúc nào lần bài thi nào cũng thích chi tiết, thích tiểu tiết này kia, rất là thích. Cái đó là hay chứ phải không, nhưng phải chọn đắt thiệt đắt. Ví dụ mình lựa nông dân á, áo quần trang phục á, nó phải đúng, nó đời xíu. Và đừng có thường ngoài đó người ta phải, mình để ý nó nhỏ thôi, giữa cái quần rộng và quần chật nó khác nhau. Những cái quần ống rộng và suôn sẻ là dành cho những người có tiền, những người khá giả, những người nhẹ nhàng. Còn những người mà lam lũ vật vả lúc nào cũng quần nó chật hơn, nó gọn hơn. Cái này được rồi, cái này là được rồi nè, ống thấp ống cao là được rồi, quần không ống ý ý ý chứ. Cái này mọi người nó cũng có mọi ý. Ly cũng nhận là tại vì trong chương trình cũng xảy ra nhiều tình trạng này lắm, nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó mất đời tí xíu thì nó hơi tiếc. Xíu ha. Không, bây giờ hỏi ý kiến ông Minh nè, do ông thấy vậy được không? Tôi thấy được á. Ông nói hết đi. Thì tôi nói. Chặt cái bên đỉnh cho tôi đi. Hai tụi mình đâu có thua bệnh được. Nói đi từ từ rồi mới chặt chứ chưa nói sao chặt. Giờ tôi vô đề nè. Hôm nay tôi nói rồi, giờ cho nữa không? Nữa. Không, ok, anh nói cái này nè, anh nói cái này cho công bằng với Nguyên với lại Quân. Thì anh theo hai bạn từ đầu thì anh biết là hai bạn này rất chi tiết. Thí dụ như các bạn làm cái đồ kéo thì hai cái áo mà các bạn treo lên trên hiện tại vì vẫn còn đang treo ở trên cái xào nhà đó. Còn nước vẫn còn lực. Nước rất lẳng tẳng kìa. Nhưng anh chỉ khuyên hai đứa một cái, đôi khi mình đừng có chú trọng quá về cái hình thức của em. Sau khi nữa mình vẫn còn cái giọng hát và cái hay. Thì đúng lý là các bạn này sẽ nói là nếu em hát, Quân hát mềm là một tí, nó sẽ tình cảm hơn nữa. Như thế thôi, chứ còn ngoài ra cái tiết mục này dàn dựng đẹp, hát cũng ngắn hay. Ngắn gọn đẹp, ok. Chỉ có cái em hát phải đời và cảm xúc phải sâu một xíu. Không, nữa. Mấy show trước là Quân hay bị áp lực, bây giờ là đỡ rồi đó. Mình nói với hai bạn dưới này, với các bạn rất là hạnh phúc bởi vì có một cái chương trình dàn dựng lên những con người rất là tài giỏi như anh Hữu Minh là mình là rất lâu rồi, từ thời của trước Phương Thanh là Đình Văn. Ê, rất nhiều người đi trước mượn sóng khen ảnh hen. Tội tôi khen chồng ba không mừng, ba muốn gì nữa. Bữa nay là hết rồi đó, bữa nay hiện thời là tôi hiện thể hiện hết tập này đi. À, vậy thôi. Không, để nói cho các bạn biết là chơi một cái sân khấu này, trên sân khấu là anh Vĩnh Tâm, anh Kim Quy và Nguyên Băng Nhạc là sân khấu chuyên nghiệp. Thì từng cái tập mà mình ở trên sân khấu á, có người làm sẵn cho mình hết để mình tỏa sáng, cho nên mình quên cái áp lực đó đi. Mình phải quên cái áp lực đó đi và mình phải tỏa sáng. Đừng bao giờ sợ áp lực mà phải hát hết mình đi Quân. Chúc mừng các bạn. Rồi. Xin được cảm ơn các vị giám khảo đã chia sẻ. Ta sẽ cùng đến với số điểm của cặp đôi này. Đầu tiên xin mời chị Cẩm Ly. Ly không thích lắm như mọi lần. Mỗi lần mình nó chỉnh chu và nó mượt mà hơn. Cho nên là đi gửi Quân với Nguyên 9.5. 9.5. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Cãi nhau thì cãi chứ rất là đồng quan điểm, 9.5 mà. Đâu có khác gì đâu. Ừ, cãi thì cứ cãi thôi. 9.5. Vâng, xin chúc mừng cặp đôi của chúng ta. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, có thể thấy là những màu sắc vô cùng khác nhau, những câu chuyện rất khác nhau, mặc dù là chỉ cùng có một chủ đề mưa. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi cặp đôi cuối cùng sẽ bước ra sân khấu mang đến cho quý vị điều thú vị gì đây. Và điều đặc biệt là họ sẽ mang đến một tiết mục cổ trang rất là hấp dẫn. Hãy cùng chào đón trên sân khấu Vĩnh Thuy Kim và Hồ Việt Trung.
càng buồn thêm. Mưa rơi gã xưa thêm lạnh vắng, vòng côi lãng tiêu điều, đường khuya vắng điều bao thương nhớ chỉ là mong mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu xin ai buồn ơi đến bao giờ. Cây tuông lá xe xây mồ cho ăn, tình đâu bè bàng đông thân chiến chinh. Đưa tiếng nào hay sẽ chia không hay hơn ngũ đài, nói nữa chỉ thêm nghẹn lời. Trời ơi bời xa cơ giữa chiến trường thó tiền. Nên gió đông sơ đành chia tay em vĩnh viễn bạch tu hà. Gió đông sơ, gió đông sơ. Thank you.
Thưa quý vị, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà khá là đẹp đôi trên sân khấu. Bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ nhận xét cho phần biểu diễn của Sơ và Hà. Cái này phải nói là cái phần dàn dựng đem lực lượng hoành tráng quá. Áp đảo. Áp đảo rồi cái màn hình đằng sau, trời, cái lúc mà khói lửa đồ cây đồ cháy sơ xác đồ như hùng hổ dễ sợ, và cái phần về hình ảnh ở bên ngoài thì rất là đẹp. Và cái đoạn cuối chị nghĩ cũng không nhất thiết. Trung thế này đưa lên vậy là đã biết rồi. Mình cũng không cần làm để cho nó vướng víu như thế, mà cũng nó cũng là một cái tiểu tiết nhỏ thôi. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Hồi nãy anh thấy em cầm cái khăn trắng đây, anh tưởng em tự đưa ra xiết cổ mình, nhưng hóa ra là em đưa lên. Bé Kim hôm nay bị điểm trừ, bé Trung đã được điểm cộng. Đấy, nó có những cái ngược đời hai đứa nhỏ này. Đúng là có những cái rất là hoành tráng, hợp lý. Tiết mục tụi em lần nào cũng là một tiết mục đáng, xứng đáng để chờ đợi để xem cả. Lúc đầu anh thấy là cần hết nhạc đó, mình quay qua hỏi Ly, ủa hôm nay tụi nó hiền vậy, có vậy thôi sao? Vậy là đem bày bên bố trận ra một loạt nữa. Đúng là vấn đề được đưa ra và lúc nào cũng có chìa khóa để giải vấn đề đó cả. Đó là cách chơi của tụi em trong cuộc chơi này, anh rất là thích đánh giá cao cuộc chơi đó. Nhưng mà ngày hôm nay là thực sự là phần hát của mình là hơi trục trặc một chút xíu, nhất là bé Kim. Rồi Trung dấn lên, Trung hát giọng cổ hay, nhạc trữ tình hát cũng hay hơn bé Kim ngày hôm nay. Nói chung là Trung điểm cộng nhiều. Chưa thích là chỗ này thôi nè. Khi em đi ra em thấy chồng mình chết đứng vậy đó. Không tin nổi luôn là chồng mình đã bị chết vậy. Đúng không? Em nhanh quá, em vú mắt cho nó chết lẹ đi cho rồi nữa. từ em phải gào thét lên mà nói, không, không, hay là tướng quân hay là sao, là đủ kinh nghiệm thôi. Rồi chị Thanh. Về tạo hình á, là hai bạn rất là hợp. Mặt Thiên Kim rất là xinh nha em, rất là cổ trang. Em có một cái chất giọng, chị cũng không nghĩ là Vĩnh Thiên Kim em hát được cái nhạc này đâu nha. Nhưng chị chỉ muốn là em đặt thêm cái tình cảm sâu sắc và mượt mà vào một chút. Tất cả các ca sĩ hơn nhau ở chỗ là cái cảm xúc trong một bài hát nó liền mạch. Có những người hát rất rõ, rất là lớn, kỹ thuật rất nhiều, nhưng không cảm xúc khán giả không có chịu. Và bây giờ chị mới hiểu ra một điều là chỉ có khi mà người ta bị đâm vào cái... Cái con dao đâm vào cái ngực bên trái, chỉ có cải lương hát mới nổi thôi các bạn ạ. Trước khi chết rồi tỏa sáng 3 giây. Rồi trước tiên là anh muốn nói là cái cổ trang rất là khó. Lời đầu tiên anh muốn cảm ơn ban nhạc. Vì một bài hát vừa tân nhạc, vừa cổ trang, và pha chút xíu cái nhạc tuồng cổ trong đó nữa, mà đánh sang trọng, quý phái, và cả luôn cái nhạc. Thế này là xin trân trọng cảm ơn ban nhạc trước ạ. Để dàn dựng đẹp như vậy thì sau đó phải sửa nhiều cái, cộng với một cái là bạn kia bạn bị đau cuộc sống, khi mà bạn nằm xuống thì phải đúng thế. Nhưng mà hôm nay là một cái màn mà anh dùng từ lột xác là không phải, một cái màn thành công cho một tiết mục mới, đối với một thể loại mới cho tụi em. Hôm nay thì các bạn diễn rất là tuyệt vời về hình ảnh, về âm nhạc, mọi thứ. Cho nên là Nguyễn Khang hy vọng là ban giám khảo sẽ dành những cái số điểm cao dành cho cặp đôi của chúng ta. 9,75 là 9,75. Xin mời chị Tư. Bởi vì hôm nay hát không có ok lắm, cho nên là... 0,25 được rồi. Là sao? Thì trừ 0,25 mà 9,75 đồ, không được thì 9,5 thôi, có gì đâu. Trời ơi, gì đi ngoài tiền, rồi không được nữa. Hôm nay chị trừ điểm 9,5 thôi. Dạ cảm ơn. 9,5. Xin được cảm ơn Vĩnh Thiên Kim và Hồ Việt Trung. Trước khi đến với kết quả đêm nay, giám khảo Cẩm Ly sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc dạt dào cảm xúc, hai lối mộng. Tiếc phải nói lời chia tay với cặp đôi Đông Quân và Hạnh Nguyên. Cặp đôi đã mang đến cho cuộc thi những tiết mục ấn tượng và những bản tình ca tuyệt vời. Cùng 4 vị giám khảo và 4 cặp đôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đường tàn níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, xe lăn trong đêm khuất xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai toàn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình. Buồn bao nhịp nối tình trăm nghìn mối, hướng theo một bóng tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa, nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trong đêm quấn xa rồi biến đâu tìm, mưa thu bay bay sẵn xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình. Buồn bao nhịp nối tình trăm nghìn mối, hướng theo một bóng người tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa, nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng.
Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Bàn thực hiện. Một tuần nữa, tối thứ hai hàng tuần chúng tôi đã rất vui gặp lại quý vị trong chương trình này. Và tối ngày hôm nay chỉ còn có 3 cặp đôi trên sân khấu, tại vì tuần trước chúng ta đã chia tay cặp đôi Đông Quân và Hạnh Nguyên. Và chính vì vậy chủ đề ngày hôm nay cũng sẽ rất là thử thách đối với các thí sinh, đó là chủ đề về thân phận. Và trước khi đến với phần thi của 3 cặp đôi trong ngày hôm nay, Nguyên Kha xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vị giám khảo sẽ đồng hành với chúng ta trong đêm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón phần xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, chọn cho mình chào đón một bộ áo khác. Có thể thấy anh Đàm đang bước trên sàn và rất là nổi bật trong bộ trang phục của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi ca sĩ Cẩm Ly và giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vy. Thưa quý vị, ngày hôm nay chị Cẩm Ly đã chọn cho mình một bộ váy trắng rất là đẹp. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng chào đón vị giám khảo khách mời. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Lý Hải. Anh Lý Hải, người đã có rất nhiều ca khúc mà quý vị yêu mến, sẽ ngồi vào chiếc ghế của vị giám khảo khách mời. Xin chào anh. Và một lần nữa, Nguyễn Kha xin được giới thiệu 4 vị giám khảo: giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vy, ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Lý Hải. Kính thưa quý vị, đêm nay có 3 cặp đôi. 2 cặp đôi có điểm số cao nhất sẽ thẳng tiến bước vào vòng chung kết. Và cặp đôi còn lại thì sẽ bước vào vòng lội ngược dòng để xem họ có may mắn giành được chiếc vé này hay không. Và trong đêm thi ngày hôm nay thì giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo Lý Hải sẽ là người đưa ra những số điểm của mình. Riêng giám khảo Cẩm Ly sẽ là người giấu đi điểm số này. Và chúng ta sẽ được biết sau khi phần thi của 3 đội của chúng ta kết thúc. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần thi đầu tiên. Ngày hôm nay gia đình của tôi sẽ tuyển chồng cho con gái tôi, con gái rượu duy nhất, em Dung, tuổi 18, trăng tròn. Thế nên là các trai làng có thể đến đây để mà cầu hôn em ấy. Nào, mở cửa đón khách, mời. Có đây, con chào bố. Tôi với anh chưa có vô gia đình, bố biết gì ở đây? À thì em chào anh ạ. Anh thì ở đây, anh là đi về, xưng hô lại cho đúng phép tắc. À thì con cứ mơ mộng, nhỡ đâu thì được. Thế okay. Em đây hả bố? Anh yêu em. Đây của tôi. Đây Dung mới đây. Còn đây là của bên đây. Vô mà tùm tướp. Này, có bao giờ lấy nước soi mặt chưa? Em lấy suốt mà. Nhìn từ đầu đến chân đi. Thấy cái gia đình này nó danh giá không? Dạ có ạ. Vô hôm nay vô đây làm gì đây? Dạ thì con đến con kén rể thôi. Kén rể? Vâng. Ồ, cũng được. Dạ. Có xính lễ gì không? Ui con có cái của con đặc biệt luôn. Cái đặc biệt. Của con to. To. Lớn. Chịu. Không ai có, xanh lét. Ngọc Lục Bảo. Nó còn hơn Ngọc Lục Bảo. Đây. Xanh lét mà. Dạ. To. Được. Em trình bố ạ. Con... Cái gì đây? Trình bố. Dạ. Nhẫn cỏ. Ông để dành ông đeo luôn đi. Bố ơi, bố thương con đi. Con nói thật, cái cỏ của con nó cũng đặc biệt. Chưa phun thuốc bao giờ. Trời ơi. Ông đi cầu hôn con gái tôi mà ông nghĩ sao ông mang một cái cọng cỏ như vậy, làm sao mà lấy con gái tôi về được. Bây giờ còn cái gì khác đặc biệt không? Cả cái gia tài của con chỉ có mỗi cái đấy. Tôi còn biết là con không đậu rồi thì bố thương con, cho con nói với em một câu được không ạ? Đúng một câu thôi nha. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em đeo xinh lễ. Thì đây anh đang nhận cỏ, tặng em coi như bó ngỏ.
lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cùng chẳng thương anh. Nhận anh đeo nhẫn cỏ chân nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách gỗ, thầy mẹ có vẻ người tiếp theo. Gắn cái video xấu. Em chào anh. Về đi. Thời buổi này mà đi tặng nhẫn cỏ ai mà nhẫn. Đi về đi. Vâng. Làm mang nhục không? Em biết em thế rồi. Thôi em chúc anh hạnh phúc. Ai hạnh phúc? Anh kia. Dạ. Anh đến đây làm gì đây? Dạ thưa bác. Dạ thưa bác, cháu tới đây để cầu hôn Jun. Jun, nhà tôi không có loại động vật. Dạ Jung, Jung, Jung. Dạ Jung. Jung. Dạ. D-U-N-G. Dạ. Anh cầm gì đó? Dạ xính lễ. Xính lễ. Dạ. Dạ anh... cháu tính tặng cho Jung hột xoài. Hột xoài à? Dạ không, hột xoàn, hột xoàn. Ừ, hột xoàn. Dạ, hột xoàn. Vâng, hột xoài. Hột xoài là anh để dành anh ăn đi. Dạ cháu. Ha. Dạ. Hột xoàn cũng mới đeo được. Dạ cháu nói nhầm. To không? Dạ 54 ly. 54 ly? Dạ không, 5 ly tư. 5 ly tư. Dạ. 5 ly tư chín nút. Được dạ. Bà, được. To. Thế có xin lễ gì cho vợ tôi không? Dạ ơn Đức sanh thành mà. Nhờ bác gái mới có Dung. Đúng. Cháu xin gửi cho bác một cái vòng cẩm thạch. Dạ. Và một cái kiềng chân. À. Thôi được rồi, kiềng gì cũng được, miễn bằng vàng là được. Thế còn tôi thì sao? Chắc chắn là bác có rồi. To không? Chủ gia đình mà. Ừ. Dạ thưa bác, cháu tặng. Cháu tặng cho bác hai cái hộp. Hai cái hộp. To như hộp vịt lộn. To lắm. To lắm, màu gì? Hộp ngọc màu đen. Quý lắm. Nó nằm đâu? Nó nằm trong cái bao da nữa. Đem vô đây. Dạ, đem vô đây ngay lập tức. Để ngoài xe nó nặng. Lấy hai hộp đó vào đây. Nó nặng quá đeo không được. Ừ. Dạ bắt ra bắt đeo vô mới được. Tôi phải đeo vô. Ủa, trời ơi, đi đâu vậy? À đi. Anh Hoàng. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái gì? Đồ của tôi ông không trả hả? Mà bữa nay là ba bữa rồi nghe chưa? Tại sao không trả? Nói tôi nghe coi. Ai vậy anh? Tại sao? Hả? Bà làm nhục tôi. Từ từ. Tôi đã nói với anh rồi, tôi cho anh mướn có một ngày thôi. Mà tại sao ba bữa rồi anh chưa đưa cho tôi nữa? Để xong rồi tôi đưa, bà đừng có làm nhục tôi mà. Nè, không có nói nhiều, bây giờ cởi ra liền. Đây đây, không cởi được tôi cởi. Tôi nói bà nghe nào, cái chỗ này tôi đi hỏi vợ mà từ từ rồi tôi trả bà làm cái không gì. Không có từ từ cái gì hết trơn á. Kỳ quá. Không có ai mà mướn một bộ đồ mà tới ba ngày mà không chịu trời trả. Ơi, trời ơi, trời ơi. Lột ra. Đó. Cởi cái quần. Bà đi hả bà nội? Trả cho tôi liền. Kèn đó ma đâu vậy? Đưa quần đi từ từ tôi trả bà đi. Bà lột ra giữa đường giữa sáng giờ tôi lại tao luôn à. Rồi rồi bỏ ba cái quần nha. Rồi còn hai cái hộp của tôi đâu? Hai cái hộp của tôi. Trả hộp cho bà đi. Tôi có lấy cái hộp nào đâu. Tôi chưa lấy, từ từ rồi lát tôi trả cho bà đi về đi. Rồi để tôi hỏi. Nhớ nghe chưa? Tôi tin anh lần này thôi nghe chưa? Ờ quên nữa. Cái gì nữa? Cái mắt kiếm. Mướn đồ ta tưởng làm gì đi nổ không à. Trời ơi, vậy là tiêu hai cái hộp đen của tôi rồi. Bác. Nè, cái chuyện này xảy anh ra cầm về đi.
Thôi bây giờ bác ơi, bác cho con cơ hội cuối cùng đó bác. Cơ hội à? Anh muốn làm gì? Con hát tặng Dung một bài nhé bác. Hát hay thì được, hát mà không hay tiễn Dung về cha kia nha. Dạ. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em đeo xinh lệ tơ, thì đây anh đan nhẫn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ, lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh, nhận anh trao nhân có chân thành, nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách gỗ, thầy mẹ có vẻ vần thấm gì. Người ta mua em cầm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải vần thấm. Mời hai gương mặt kén rể ra đây đứng. Tưởng hai ông sang trọng, một ông thì như thế này, còn ông còn rách hơn nữa. Xin mời ban giám khảo nhận xét cho cái tiết mục vừa rồi của cặp đôi Hoàng Thắng ạ. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Giờ không nhận xét thí sinh mà giờ nhận xét ông cha vợ được không? Thôi đừng nhận xét ông cha vợ nữa. Ông cha vợ còn nhín cười không được với ông này mà. Trời đất ơi, ông không thảm thể nào nhín quá, cười được không? Không thể nào chịu được. Thảm lắm luôn á, mặt Thắng thảm lắm luôn, nhất là cái kết, trời ơi giống như là nức nở mà nghẹn ngào đó. Phải công nhận hôm nay Thắng với lại anh Hoàng hát ngọt vô cùng, đúng cái tinh thần của bài hát, cái chất nhạc này luôn, là hôm nay mình làm rất là tốt. Và hôm nay anh Hoàng vẫn pha một vài cái nét hài nữa, cũng tí xíu không bằng tuần trước, nhưng mà cũng có một vài nét hài khiến cái khán giả thích thú. Nhưng nhược điểm của anh Thắng thì phải, anh để ý giùm vào cái đầu tăng của từng câu á, nó chỉnh tọa chỉ có 1/9, 1/10 thôi. Nó cứ làm mà Liên nghe ở đây là cứ cảm giác cứ sợ là sẽ bị rớt nhịp nữa, mà nó không, nó vẫn vào, nhưng mà nó cứ cảm giác như thế. Cái đầu tăng trễ của mình xíu, đúng nó không? Cứ chút xíu nó làm cho mình cái nó chết rồi lại rớt rồi, nhưng mà lại không. Nói chung là tiết mục hôm nay về phần hát thì em cảm thấy rất thích. Chúc mừng hai anh. Xin mời ca sĩ Đàm Bình Hưng. Câu chuyện được đặt ra trong bài hát này rất là hợp lý. Các anh diễn cho mọi người cười. Em là đô nặng lắm đó, nhưng mà em phải bật cười. Có những cái câu thoại rất là duyên dáng. Toàn bộ phần thoại là anh cười hết, nên rất là tốt phần thoại đó. Giọng Thắng quá hợp với bài này luôn. Quá hợp, phải nói vậy. Rồi bài hát này đối với anh Hoàng thì nói một cách rất là thật lòng em nhé. Với em thì cái bài hát này anh hát hay nhất từ trước tới giờ.
Và vị giám khảo khách mời của chúng ta, ca sĩ Lý Hải, mời anh. Đầu tiên thì Lý Hải sẽ khen với anh về cái tiểu phẩm. Cái tiểu phẩm rất là có duyên, một câu thoại bỏ ra đều có duyên hết, không thừa một câu thoại nào hết. Và điểm tiếp theo nữa là dẫn dắt giữa cái câu chuyện và bước vào hát, nó rất là logic và nó là mượt và nó không có bị chỏi ra, nó rất hợp lý. Và hôm nay Lý Hải cảm nhận được một điều là hai anh hát bằng cái hồn, bằng cái tâm của mình, giống như là Lý Hải tưởng tượng là hai anh đang thất tình thật sự và nhả ra cái lời đó. Mà dưới này Lý Hải rất là cảm động. Và chỉ có xê xuất chút xíu thôi, chứ này góp ý nhỏ thôi, là bạn Thắng khi mà nhả chữ vào những cái cuối câu, không phải là bạn hết hơi, nhưng mà có vẻ bị nhỏ lại mà bị tuột á. Nếu ăn nhỏ quá và tuột nhỏ, không chắc cái nó cao độ. Cái cao độ và cái chữ cuối của cái câu, giống như cái câu đó mình hát là 10 chữ hay 7 chữ thì cái câu cuối, cái chữ cuối cùng đó, nó bị lép. Còn riêng anh Hoàng thì rất là xuất sắc. Chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn anh Hoàng và Thắng rất là nhiều. Xin cảm ơn ca sĩ Lý Hải. Xin mời anh Minh Vi. Và cái bài này cũng là bài tôi tốn tiền lần thứ hai. Đích thân tôi phải ra Hà Nội tôi tập Chiến Thắng đó. Mà Chiến Thắng là người Hà Nội mà chở tôi đi xe vòng 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 ngoài Hà Nội mà tôi lại chỉ đường mới ghê chứ. Vâng ạ. Vừa rồi anh Minh Vi có ra ngoài Hà Nội gọi Chiến Thắng thì thật sự là về đường Chiến Thắng rốt lắm. Anh Minh Vi ngồi trên cứ phải chỉ đường suốt. Có những lúc anh chưa kịp chỉ thì Chiến Thắng đi luôn vào cái đường đi sai. Sao lại phải lộn lại. Thưa ban giám khảo và thưa khán giả, thật sự là đây là Tấn Hoàng Chiến Thắng hát được ngày hôm nay mà được ban giám khảo khen, đó là thật sự là ơn trên tổ nghiệp cho. Còn như suốt nguyên một tuần là Tấn Hoàng Chiến Thắng không ráp nhau được một cái gì hết, từ cái mảng biến hài chia câu. Tội nhất là anh Minh Vi, tại vì Minh Vi nó chia câu gạch cho anh Nga, còn cái câu của anh Chiến Thắng để em điện ra nói chuyện với ảnh. Mà cái đó thì chia dễ rồi, nhưng mảng miếng hài đó, Lý Hải làm như nó biết không, rất là khó. Mảng miếng hài anh em mà ráp với nhau như vậy, thật sự đây là tổ nghiệp cho thôi, chứ còn không cách nào mà diễn được khán giả cười mà ban giám khảo hài lòng như vậy đâu. Không, anh nói vậy mình cũng công nhận, nhưng cũng phải có cái khả năng diễn hài thật đạt của hai anh. Hai anh phải cần có cái duyên để kết nối và như thế. Mà mình chỉ cần ráp nhau, thứ nhất qua điện thoại, thứ hai gạch đầu dòng, và thứ ba là cái khả năng diễn hài cực tốt cộng với cách hát. Có thể thấy là đây là một cái sự tiến bộ vượt bậc của các anh so với những cái vòng thi trước. Và chính vì vậy mà Nguyễn Khang đang chờ đợi xem là số điểm của ban giám khảo sẽ dành cho các anh sau cái tiết mục vừa rồi sẽ như thế nào. Nguyễn Khang xin mời số điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng. Tới cái vòng này rất là khó cho ban giám khảo, đây là sự thật. Vòng ngoài chúng tôi vẫn còn khá là thoải mái. Vòng này thì chỉ còn 3 đội thôi. Thì chúng tôi phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Cho nên là vẫn ngạc nhiên khi mà tại sao vòng kia tôi cũng được cho như vậy, vòng này tôi hát tốt như vậy, vẫn cho như vậy. Nhưng tới cái vòng này là vòng căng nhất rồi. Nó sẽ khác hơn, cái thang điểm cũng sẽ chặt chẽ hơn. Và số điểm của Hưng gửi tặng cho hai anh là 9,5. 9,5. Và chúng tôi xin mời số điểm của ca sĩ Lý Hải. Theo Lý Hải nghĩ thì Lý Hải sẽ hơn Hưng chút xíu. Là cho 9,75. 9,75. Xin được chúc mừng cặp đôi nghệ sĩ Tấn Hoàng và danh hài Chiến Thắng. Bây giờ xin mời cặp đôi nghèo khổ của chúng ta kêu gọi khán giả bình chọn. Lần đầu tiên mà Nguyễn Khang thấy anh Hoàng mặc sexy như vậy trên sân khấu đó. Gì vậy? Sao không ngủ đi? Ngủ
không sao làm được. Làm gì ngồi lên xuống quầy vậy? Ngày mai tới tùm lum tiền rồi. Tiền con học, tiền nhà, tiền nước, tiền số đề. Cái gì có số đề trong đó nữa? Tiền sổ điện. Có gì đâu lo, nhà có 8 đứa con có gì đâu lo. Luôn bà là chính. Vậy ông coi tôi là con luôn hả? Nói chứ giờ lo sao không lo được. Quá trời miệng ăn luôn. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa ai. Sao anh còn thao thức trong đêm? Mình nghèo mà biết mến nhau còn hơn giàu khó đôi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho em gói trăng hờ hờ, gần nhau những bơ vơ tối lắm. Em ơi, rằng trời sinh môi sinh con, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi thăng ú cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình nghèo rớt trắng tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Rồi giờ yên tâm đi ngủ đi nha. Lo ngủ đi. Nữa em nằm trong đi. Anh nằm ngoài đổi phong thủy hả? Thích nằm ngoài vui. Trời. Hơn chú mụn luôn nha. Có cái mùng mỏng quá hả? Thấy hết chưa? Ngô kiếm chuẩn bị cái mùng dày dày chút xíu giùm em nha. Ban tổ chức. Bây giờ nằm yên ha. Anh đếm 1, 2, 3 coi ai ngủ trước ha vợ ha. 1 2 Chưa đếm 3 bà ngủ rồi. Người mà ngái như heo vậy ông nội. Biết bà tuổi con gì nữa hả? Mệt con vợ tôi ghê vậy. Anh Trung ơi. Ba kêu vậy thôi. Chứ mày mộng du. Bây giờ tôi đi công chuyện. Anh Trung. Tôi biết ngay mà. Ngày nào cũng canh ngay giờ này là bỏ đi à. Hôm nay tôi canh được rồi. Ông bữa nay về chết với tôi. Đầu sớm mới mở cái quán cà phê nè. Chết, bỏ vậy rồi. Chủ từ bên nhà cho theo bằng hàng. Làm gì ai tin anh đi mà
tin lòng anh luôn luôn thì dung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi ngập thế. Thì giờ đây anh lo thả mọi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sống to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi đi cà phê. Về nhà em đây mong anh cứ thêm cà phê tốt tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì dung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi ngập thế. Thì giờ đây anh lo thả mọi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá đo. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Chồng em giỏi quá, em hút một cái nha. Cái gì đây? Thô giết vô. Thô giết vô, đứng lại. Anh đứng lại. Anh lại em, lại cho anh đứng lại. Đứng lại, thô giết vô. Tha cho anh, tha cho anh. Xin chúc mừng. Cúi xuống đi. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Nằm xuống. Hai cái dấu son môi này là của ai? Nằm xuống cho em. Nằm xuống phải không? Nằm xuống. Quất em, thiệt nha. Em kêu em cúi xuống mà. Mà kêu nằm tôi tưởng nằm nhỉ. Trời ơi, không lên được. Xin chào và chào đây cho cặp đôi Hồ Việt Trung và Vĩnh Thiên Kim. Cái kết hợp của tụi em á là cái duyên. Cái duyên của Trung, cái duyên của Kim. Mà hôm nay là Kim đã khắc phục được cái việc mà chị Ly góp ý nhiều, theo anh thấy vậy. Chắc xíu nữa chị Ly sẽ nói em về cái vấn đề đó. Anh thấy là cái phần đầu em hát rất là ngọt rồi đó, mềm. Và chỉ cần một vài chi tiết nhỏ như thế, thí dụ như những cái là Trung bò vào rồi cúi gầm giường, nhưng mà thật ra rất là đắt với khán giả. Ngay cả cái chi tiết mà em bịt cái khẩu trang đi vào á, là chị Ly khiêu anh liền. Hay này, có ai đưa cái miệng ra cho này. Đó. Chỉ cần như vậy thôi, mà hôm nay anh nghĩ là cái người mừng nhất, thực ra mừng nhất không phải là Trung mà là Kim. Em thuộc bài và em hoàn thành xuất sắc cái bài hát này. Mà anh hỏi Kim à, em có thường ghen gì không hay sao? Anh thấy em diễn ra cái vai mà chị chồng trụ nó hay mà nó xuất sắc. Nhà em học của chị Ly á. Đâu ra giỏi, chị Ly vậy? Anh Hải như dạ. Có kinh nghiệm gì đó đúng không? Mới đầu tiên là thấy áp phê liền Minh. Đó dạ. Là nhà con đông quá mà. Lo tiền điện, tiền cơm, tiền nước đấy, mình nghe mình thấm á. Cái câu mà đắt nhất là câu là nhà có thoại lại câu đó. Nhà có 8 đứa con thôi chứ nhiêu. Luôn bà luôn là chính. Lẽ ông coi tôi là con luôn hả? Không, nhà mình là cộng lại mới có 6 à. Anh Hải. Hả? Còn thời gian mà anh. Còn thời gian hả? Ráng cố gắng anh. Rất là có duyên. Lê Hải con mà cảm thấy bất ngờ luôn á. Và có một cảm xúc là không có nghĩ Hậu Duy Trung là ca sĩ, mà cứ nghĩ là diễn viên hài mà đi hát. Bởi quá có duyên luôn. Và cái nhất cái hai là tại vì ca sĩ á, ai cũng rất là sợ mình xấu trước mặt công chúng á. Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng nè, ho không giống ho luôn á, sợ mặt xấu. Anh ơi, mày nó bựa lắm. Nó mà bạn này dám làm tất cả những chiêu trò, những cái gì làm xấu nhất, dám làm cái điều đó là anh rất là khen em. Hôm nay là anh không có góp ý về hát, hai đứa hát rất là tốt. Từ bài Trữ Tình qua tới cái bài remix lại, hát rất là tốt. Và hai cái bài nó mix thành nguyên một liên khúc rất là hợp. Và hai đứa diễn tả rất là ưng ý. Nói chung là cạn lời. Cảm ơn anh. Mời anh Hưng ạ. Cái bài đầu tiên nhá, là nó rất là ngọt ngào luôn. Em làm đúng vừa phải vừa đủ. Cái lấy hơi gió lên rồi cái vuốt đuôi của Kim đó hoàn toàn là ổn 100%, rất là ngọt ngào dễ chịu. Hát xong cái là anh chị Lê nhìn nhau liền luôn, là thấy là tuần trước em đã có sự lắng nghe mềm mại, cái sự ngọt ngào của Kim đã trở về. Đây mới là cái chậu nước lớn của hai con cá vàng này. Chia câu rất là hợp lý ha, cái câu đó nó vừa với cái khung giọng của từng em luôn, rất rất là hợp lý. Nói về cái câu chuyện đặt ra quá dễ thương và quá thuyết phục luôn, từ đầu đến cuối một câu chuyện thôi nhưng được gắn trên hai bài hát, nó được tính toán rất là chặt chẽ. Còn về diễn xuất anh để ý rất là kỹ luôn, thì coi cái tuần này tụi em làm cái gì. Tại những trước kia em đã xây là những cái núi cao rồi, thì những cái vòng sau nó phải cao hơn nữa, thì những cái chi tiết nhé, em đi vào em nằm trên giường em lật cái mùng ra để dẫn trên cổ,
mà em nói chuyện nó vô cùng tự nhiên luôn. Cho tôi bổ sung một câu, cái đó hai chồng tôi làm hoài. Bây giờ nhà anh bây giờ còn ngủ mùng hả anh? Không có, cái chi tiết mà ngồi lật lên lật xuống đó. À dạ. Của anh áp dụng thực tế vô cho hai bạn nhỏ này nè. Ôi trời ơi. Anh nói tiếp nữa, tới giờ hôm nay em không ngạc nhiên về Hồ Việt Trung nữa. Anh chỉ chờ xem làm cái gì mới thôi, chứ anh không ngạc nhiên. Tại vì là trong cái lễ trao giải vừa qua, chính tay anh là người trao cái giải thưởng lớn cho Hồ Việt Trung, là nhận được cái giải thưởng mà nhiều người xem nhất cho một cái nhạc phim nhiều người yêu thích nhất. Cái độ diễn xuất đó là cái vinh dự của Việt Trung, nên là cái việc cái diễn xuất nào nó nằm trong tay nó rồi đó, nó dễ sợ lắm à. Dễ sợ ánh mắt rồi cái miệng cười rồi cái tướng đi, tất cả nó rất là tiểu tiết luôn, nó không bỏ sót cái gì hết. Nãy nó bước ra mình tưởng là Bảo Trung chứ đó. Tướng gù 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 đúng không, y chang à, nó dễ sợ lắm. Nói chung là đối với anh xuất sắc. Cảm ơn anh. Bữa hôm nay là cơn mưa lời khen luôn đúng không? Để xem coi cái người cuối cùng là cái người ít khen nhất, chị Cẩm Ly. Nói giống như tôi ác lắm vậy. Hồi nãy thấy Ly vỗ tay to lắm, to hơn luôn. Vậy là cơn mưa lời khen rồi, xin mời. Ê, chị. Chị muốn là chị đọc lại từng từ chị ghi đây ha. Dạ, ghi. Trung ơi, em hài quá à, mà duyên. Cá gặp nước khi kịch bản xã hội và hài. Đó là chị ghi mấy cái gắn tắt. Kim đã mềm mại lại rồi, em đã biết luyến ở những câu cuối cho mềm và mượt. Và cái câu cuối cùng là khẩu trang quá sáng tạo mà có hiệu ứng. Cảm ơn chị. Có nghĩa là chị muốn nhắc lại một điều là ở tập đầu tiên khi chị gặp Trung, chị đã dùng từ là chị nói em là một con ma. Chỉ cần một cái những cái động tác, những cái cử chỉ của em là nó đã hài rồi. Nhưng mà khi kịch bản chị nghĩ về diễn về xã hội và pha một chút hài thì em thoải mái. Và song song đó thì Kim cũng sẽ thoải mái theo luôn. Còn tuần trước thì bị niền quá nó cứ... Chị không có phụ thuộc vào, chỉ là trực tiếp ngay đêm diễn. Cho nên có thể là ở những tuần trước chị có những cái nhận xét, chị nghĩ chắc Kim buồn hoặc là có thể giận chị. Nhưng mà thật sự ra tại vì chị thấy như thế nào chị nói như thế đó. Nó không có phụ, nó tuần này có thể em tốt và tuần sau có thể em sẽ không tốt. Thì chị thấy ngay cái nhược điểm của em là rõ ràng em đã mất dần cái độ mềm mại trong câu hát cũng như cái phong độ của em. Và hôm nay chị đặc biệt là em hát bài đầu nó ngọt, nhưng chị để ý những cái câu cuối, những cái từ cuối. Tức là em đã biết luyến cái nào, thường thường ở nhạc trữ tình đó, nó phải có luyến nhẹ ở cái đuôi nó không thẳng, cái nốt nó không thẳng, nó chỉ luyến nhẹ, chị gọi là luyến nhẹ và luyến nhanh. Thì nó rất là mềm, nó sẽ làm cho câu hát mềm. Thì hôm nay ở bài Không Giờ Rồi, em làm đạt hết. Cảm ơn chị. Những cái lời góp ý đó của các huấn luyện viên đã là giúp cho các thí sinh khá lên, thay đổi rất là nhanh. Đúng không ạ? Điều đó là nghĩ là không ai buồn và đáng quý nữa. Không phải người nào cũng có thể nhận được những lời mà khuyên chân thành như vậy. Và đặc biệt là cái khẩu trang tôi nhìn mới đầu, mắt của Ly thì nó cũng không có được sáng như lắm phải không? Mới đầu đi ra thì cứ tưởng là ở đây là một cái hình thù gì đó thôi. Ai ơi, một hồi bước tới đây hát tự nhiên tôi thấy nó hát cái miệng ra như vậy nè. Đó là nó tạo cho cái hiệu ứng mình hài, mà nó cũng có hiệu ứng là mình sẽ hát nó nghe được nữa. Rồi cuối cùng chơi một phát nữa là hai cái môi son chà bá vậy nữa. Thì đó, cái cặp đôi này hay chiêu trò, phải nói là cặp đôi chiêu trò. Còn nó đặt vấn đề ra nó sẽ giải quyết được vấn đề đó luôn. Đó, kiểu nó chơi vậy đó. Xin chúc mừng tiết mục của hai đứa. Dạ, cảm ơn chị. Nói chung là cô giáo Ly rất là thích các học trò của mình, những cái người mà trong cái lớp học tuyệt đỉnh song ca này tiếp thu được những cái ý kiến và hoàn thiện hơn. Nhân đây em xin được cảm ơn anh Minh Vy rất là nhiều. Kịch bản này anh dựng từ đầu đến cuối cho tụi em. Cái miếng khẩu trang là cái miếng đột xuất mà hôm qua là một cái miếng khác mà anh Vy kêu là đổi đi, anh có chiêu này mới cho em nè, em về cắt cái miệng ra lấy khẩu trang. Thì cũng nhờ cái miếng đó của anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng chờ số điểm của ban giám khảo nha. Hả? Xin mời số điểm của anh Lý Hải. Ok, mình sẽ tặng cho hai bạn điểm cao nhất, đó là 10 điểm. 10 điểm! Xin mời anh. Cảm ơn anh. Tìm không ra một cái lỗi nào hết, tại sao không cho 10? 10 điểm! Được, cảm ơn anh. 10 đúng không anh? 20 điểm! Anh. Vậy chờ có cô giáo Ly thôi, đúng không? Bây giờ...
một trái khế, đá một cục vàng. Ăn một trái khế, đá một cục vàng. Wow. Anh ơi, wow. Kim thần kìa. Wow. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Hai vợ chồng người em chăm lo cày sâu cuốc bẩm, yêu thương giúp đỡ mọi người, biết tiết kiệm dành dụm, cho nên được chim thần trả công. Wow, wow. Dạ, dạ con đội ơn chim thần. Dạ, thưa chim thần, xin ông hãy cho anh chị của con á thêm một cơ hội để sửa đổi được không ông? Hai vợ chồng người anh à? Dạ. Wow, wow, wow. Hai vợ chồng người anh tiêu xài hoang phí, ăn chơi vô độ, đàn đứng, ăn một trái khế, đòi cả bao vàng, không biết dành dụm, yêu thương mọi người, gia sản tiêu tan. Wow, wow, wow. Chim thần. Chim thần. Trời ơi, không biết làm sao hết trơn. Ê mấy bà ơi, vô đây, vô đây. Tìm giùm tôi thử con cái gì bán không? Đó bà chị tôi về nữa kìa. Khổ hết sức vậy đó. Ê, mai mai móc giùm tôi thử con cái gì bán không? Đồ lấy tiền đi shopping. Sẵn bằng bộ đeo mới luôn. Ai ghê vậy? Yến hả? Trèo lên cây khế mà đúng. Mẹ không tự nhận không là. Yeah, cool.
một cặp xứng đôi. Xứng đôi cái thiệt xứng đôi. Ông chồng đổ lỗi tại xuống tại không nói luôn. Lấy vợ tuổi dần mừng anh mà trật trượt. Ai nghe tới cọp cũng phải tránh xa. Quần áo tối ngày xốp này xốp nọ. Âu đi thì ngó xe đạp thì chê. Giúp lào không lo gu chị thì liếc ngó. Nhìn ăn ốm nhách mà ngỡ giữ yêu. Đời tôi lận đận cũng bởi tại ông. Biết vậy ở không lấy chồng chi khổ. Thần tiên tới số mới rước phải bà. Vừa bước vô nhà gặp bà là gây lộn. Gây lộn cái bà gây lộn. Thôi mà. Bớ bà con ơi, con quỷ giờ cao nó quấn tôi này rồi bớ chết. Vậy là có ai thương con? Tự nhiên con vô can cái bị quýnh à. Bốn người bị đánh luôn. Quá! 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 Ở giữa chồng nhà ngươi thiệt là sai trái. Gặp nàng không hề sửa đổi. Quá! 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 Dạ. Dạ thưa ông thần chim, một lần nữa con xin ông hãy cho anh chị của con được sửa đổi để chí thú làm ăn à. Sửa đổi. Cốt nói với vợ chồng tôi một tiếng nữa đi. Ông thần chim ơi, ông cho hai vợ chồng anh con một cơ hội đi. Chị, bây giờ từ nay là chị phải lo làm ăn nha. Không có shop, không có móng tay móng chân gì hết trơn á, không có ao đì, rồi không có cuốn xì gì luôn nha. Tôi biết còn, rồi. Còn anh nữa, bỏ uống rượu đi cho nó cao lên. Biết rồi. Dạ. Dạ thần chim, tha lỗi cho vợ chồng tụi tôi nha. Quá. Thôi ta sẽ cho hai người một cơ hội nữa, nhưng hứa là phải sẽ thay đổi, được không? Dạ. Thôi, ta đi đây. Quá, 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 quá. Nhớ sửa đổi nha chị hai. Trời ơi. Anh nữa đó, nhớ sửa đổi á. Vợ chồng cây lộn hoài, hàng xóm phiền lắm á. Nghe. Sẵn đây á, có chú Đàm Vĩnh Hưng, chú Lý Hải rồi vợ chồng cô Tư nữa. Tụi tôi hứa là sẽ sửa đổi. Giờ xin mời ban giám khảo nhận xét cho tiết mục này của cặp đôi Nhân Nghĩa. Hồi nãy khi mà mới bước ra, tại vì mấy bạn quá trang, Lý Hải nhận không ra, thì thấy hai bạn ra hát trước thì Lý Hải hơi là lo. Tại Lý Hải không biết đó là hai thí sinh thật, thì Lý Hải cảm thấy hơi lo trong người. Ôi chết, coi chừng sẽ bị hơi lép với hai tiết mục trước. Nhưng mà khi bạn bước ra hát là bạn bước sang được, thì lúc đó mình mới cảm thấy là ok, an tâm. Và hai cái giọng hát của bạn đã thuyết phục thật sự, rất là ngọt. Rồi bé Nhân, thiên bạn nhân. Có duyên quá. Thiện nhân. Bạn có duyên quá. Ba từ động tác diễn cho tới cách hát nhả chữ rồi, và rất là có duyên, rất là dễ thương. Phải nói là khi mà hai bạn cất tiếng hát lên là giọng hát rất là trong trẻo, mượt mà, cộng thêm những cái lối diễn xuất nữa, rất là có duyên nữa, thì theo Lý Hải nghĩ là tiết mục này tròn vành, rõ chữ hết rồi.
Tôi viết dài lắm luôn nè, bao nhiêu thứ muốn nói đây nè. Thứ nhất, đây là một cái phiên bản mới so với một cái bản phiên bản cách đây 30 năm của chị Nhã Phương và chú Bảo Quốc đã từng diễn cái màn này trên truyền hình. Lúc đó còn nhỏ đã thích cái này rồi đó, và mỗi chương trình ca nhạc yêu cầu người ta vẫn hay yêu cầu cái tiết mục này lại, dễ thương lắm đó. Thì ngày hôm nay sau 30 năm thì đã được hai em diễn lại với một phiên bản mới cực kỳ là dễ thương. Có thể nói rằng đây là một cuộc cách mạng lột xác táo bạo và nó đầy cảm xúc. Chưa có ai thấy được hình tượng này. Mình sợ, mình sợ. Nhìn mặt lên coi. Vợ cái kìa. Xích lên, xích lên. Tưởng muốn dồn cái miệng bà đó đó. Bà vợ đó lên đây. Lúc đầu á, lúc đầu anh tưởng là Thúy Nga. Thúy Nga là diễn phụ. Trời đất ơi, cuối cùng là con bé công nghệ ở đây nhá. Hai vợ chồng kể tội nhau rất là thú vị, với nhiều câu vè mới được viết ra thêm nữa. Và người viết, tôi tin chắc người đó không ai khác chính là chịu làm cái hình ảnh nó xấu đi, xấu lắm luôn mà chưa từng thấy. Để đầu mùa tới giờ nó sến xúa mà nó diêm vua. Thấy không? Xấu mình nói cổ tự xấu hổ luôn mà cũng không dám nhìn thẳng mặt người khác. Còn về phần hát thì yên tâm rồi. Đây là cặp đôi là hát là yên tâm nhất. Tôi vẫn trông chờ để nghe phần hát. Mà ngày hôm nay các em chung đủ luôn cả cái phần nhìn nữa. Tôi ví như nếu đây là bộ phim dự thi thì tôi sẽ trao giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thiện Nhân. Ngày hôm nay con diễn hơn cả những viên diễn viên chuyên nghiệp nữa. Xuất sắc, kinh khủng xuất, khủng khiếp luôn. Chú nói bị liếu lưỡi luôn này, thấy không? À, tới đây chú ôm cái coi, quá giỏi đi à. Rồi, em lại, em gửi một cái nụ hôn lên má là Bình Hưng cho anh coi. Rồi. Ôi, chưa có bà nào mà má mặc đồ nhiều màu như bà này. Đó. Phải đi đúng thái độ vậy đó, đúng rồi, đúng rồi. À, xin mời chị Cẩm Ly, nãy giờ chị cười không ngớt đúng không? Miệng thì cười nhưng mà sao cứ nghẹn ở cổ á. Chắc có lẽ là cảm giác sung sướng quá, đã quá cho nên là không biết nói làm sao. Thực sự rằng á, Nghĩa ơi, lúc em ra, chị thậm thấy xấu hổ ghê á. Chị không nhận ra, thật tình là chị không nhận ra. Chị mới cứ hỏi Hưng là ai. Khi em cất lên tiếng hát chị mới nói, ủa Nghĩa đây sao Hưng? Chị bàng hoàng quá Nghĩa. Chị cảm thấy xấu hổ không nhận ra em. Mụ hội nhân ra chị còn hốt hoảng hơn nữa. Không thể tưởng tượng thì chị chưa bao giờ mà chị tưởng tượng. Chị có thể thấy hai cái hình ảnh mà Nhân với Nghĩa và chị không thể nào tưởng tượng được. Cho nên là anh Hân dùng cái từ quá đúng. Đây là một cuộc cách mạng rất lớn. Nhân ơi, con là một người mà con vẫn nói hoài, trời ban cho con được tiếng hát. Còn ngoài ra con không có diễn gì hết trơn á. Thường thường là con đứng một chỗ luôn á. Nhưng mà qua thời gian cô khen con từ từ là con có biết đặt cảm xúc trong câu hát và còn có biết biểu hiện trên gương mặt của con. Tại vì con cái vai nhỏ... diễn này là đỉnh đúng không? Con hát rồi con diễn, đặc biệt khi mà con đọc những cái câu vè đó. Em ơi, mấy cái chỗ điểm nhấn rồi nó hưng, nó ra hết á. Mà đặc biệt hôm nay là đọc tròn vành rõ chữ rồi cái cách diễn nó, trời ơi nó đời mà nó không thể nào mà nghĩ ra. Hôm nay thực sự cô quá bất ngờ, cô ghi Nghĩa ơi chị không nhận ra em mà trời ơi cô bất ngờ quá đi Nhân ơi. Thật sự là hôm nay chị cảm thấy rất là hạnh phúc, chúc mừng tiết mục của hai đứa quá trời. À, có một điều mà Nguyễn Kha cũng muốn lắng nghe tâm sự của Nhân. Đó là hôm qua lúc mà tập á thì Nhân có bảo là em không có diễn được cái vai say rượu. Thế làm thế nào chỉ qua một đêm mà em đã có thể xuất thần đến như vậy? Dạ thưa anh là em về nhà em cầm cái bầu rượu kia kìa. Xong rồi em mở chú Huỳnh Linh lên, chú Huỳnh Linh diễn sao em diễn y xì vậy. Một cái đây cho Thiện Nhân. Anh nghĩ là không chỉ 500 anh em mà 500 ngàn anh em cùng 5 triệu anh em xem chương trình này sẽ ủng hộ cho em. Em đàn ông lắm nha. Đây. Xin mời anh Minh Vy. Chú thường là khi mà ở trên càng cười thì chú ở đây chú càng im, vì chú vui. Cái đó mới quan trọng. Khi giao cái bài hát cho tất cả ba cặp đôi và đưa kịch bản lên, ai cũng khóc hết. Thực sự là ai cũng khóc hết. Nó quá khó. Ngay cả tiết mục này. Còn bé Nhân, cái khó của bé Nhân là một cô bé 14, 15 tuổi làm sao để người ta thấy là ông già. Làm sao để cầm cái bình rượu lên mà người ta sẽ tưởng tượng không, mình không bị ép một đứa bé 14, 15 tuổi đóng cái vai đó mà làm sao đúng là châm biếm và đúng là một cái sự sai trái của xã hội thời lúc đó mà để châm biếm những cái sai và để khán giả công nhận. Cái đó là một cái khó, rất khó. Nhìn thì là vui. Hưng đã nhìn ra được cái hình ảnh về già của nhạc sĩ Phương Nguyên rồi đó.
Tóm lại là tiết mục này hai đứa không có phụ lòng của anh. Cái thứ hai nữa, bà chim. Trời ơi, cái con quạ nó tung tăng, nhưng nó có duyên của cái con quạ, không thuộc tuồng gì hết á. Nguyên kịch bản của tôi được gạch dưới đầu dòng 10 cái, thuộc được 5 cái, còn 5, 6 cái phân, 6 cái phân ra, và 6 cái phân rất có duyên. Hợp lý mà. Ơi. Em chưa từng thấy cái bộ đồ nào con quạ mà xấu đến như vậy. Nhưng mà thôi kệ nó, vì nghệ thuật em sẵn sàng hy sinh cho, tại vì hai người này cũng xấu đâu có thua gì em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi Nhân Nghĩa. Đầu tiên xin mời số điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả có thể hô vô không ạ? Chính xác 10 điểm. Chúc mừng. Xin mời anh Lý Hải. Thật sự mà nói, mà nếu như mà Lý Hải cho dưới 10 điểm, Lý Hải rất là có lỗi. Và điểm của Lý Hải là 10 điểm. Xin chúc mừng. Cảm ơn cặp đôi Nhân Nghĩa. Ba cặp nghệ sĩ thí sinh đã hoàn tất phần trình diễn của mình. Và trong khi chờ đợi phần công bố kết quả, chúng ta hãy đến với tiết mục khách mời của cặp đôi Phạm Trưởng Lương Viết Quang. Và ngay sau đó là sự xuất hiện của hai thí sinh đã đoạt giải Á quân và quán quân của Tuyệt đỉnh song ca 2016, Thanh Vinh và Minh Thảo. Dần trong đêm lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái tê xa vắng vọng về những đêm trường như hoang vắng điều hiu. Em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi mây gió khôi về những đêm trường như hoang vắng điều yêu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta dịu trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng vàng trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi, về với ta trên suốt nẻo trần mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi mây gió gọi về những đêm trường như hoang vắng điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta dìu trên đường về, cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ,
đôi ta trên suốt nẻo trần, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay, đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Thank you.
Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy được một điều là các cặp đôi của chúng ta đã thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc. Chính vì vậy mà việc đội nào sẽ phải chia tay với chúng ta ngày hôm nay đều là một sự tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được, chỉ có hai cái tên sẽ đặt chân bước vào vòng chung kết. Và ngay bây giờ, hãy cùng chào đón ra sân khấu ba cặp đôi xuất sắc nhất của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ba câu chuyện khác nhau. Câu chuyện của hai anh đến kén rể, câu chuyện của hai vợ chồng nghèo, và cuối cùng là câu chuyện của cặp vợ chồng người Anh trong Ăn Khế Trả Vàng. Hai gương mặt sẽ đi tiếp với chúng ta đều phụ thuộc vào số điểm của vị giám khảo cuối cùng. Đó chính là nữ ca sĩ Cẩm Ly. Một cặp đôi đã nhận được số điểm 9,75 từ nữ ca sĩ Cẩm Ly, và hai cặp đôi còn lại đều nhận 10 điểm tròn. Như vậy, có hai cặp đôi tròn 30 điểm và một cặp đôi 29 điểm. Dù cho có chia tay với chúng ta ngày hôm nay thì các cặp đôi cũng không phải lo, bởi vì chúng ta sẽ có một cơ hội cuối cùng để quay trở lại với chương trình. Và chính vì vậy, chúng tôi xin phép được công bố kết quả. Cặp đôi sẽ chia tay với chúng ta ở vòng thi ngày hôm nay, đó chính là cặp đôi nghệ sĩ Tấn Hoàng và danh hài Chiến Thắng. Yeah. Xin cảm ơn hai anh rất là nhiều. Hai anh đã thể hiện rất là tốt trong ngày hôm nay. Nhưng Khang nghĩ là hai anh cũng có một chút tâm sự, một chút gửi gắm đúng không ạ? Xin mời anh Thắng. Tấn Hoàng với Chiến Thắng thật sự là đã khẳng định từ đầu. Anh em mà vào tới đâu thì hay tới đó, được phục vụ khán giả là vui lắm rồi. Chứ còn mà thi với các em mà quá chuyên nghiệp, các em hát giỏi quá, thì các em giỏi như vậy là điều đáng mừng của mình. Thì thôi, được tới đây là hay lắm rồi. Chiến Thắng có một chút tâm sự nhỏ nhỏ, là cũng như anh Tấn Hoàng nói là vào đến đây là quá xuất sắc. Có nghĩa là cứ vòng nào có mặt là thấy vui rồi. Và đối với Chiến Thắng là như thế. Và xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Cũng là Tấn Hoàng xin phép một câu cuối cùng là Tấn Hoàng rất mang ơn nhạc sĩ Minh Vi. Tại vì Chiến Thắng thì ngoài Bắc, Tấn Hoàng trong Nam, thì Tấn Hoàng chỉ tập một mình thôi. Còn Chiến Thắng thì anh Minh Vi phải điện thoại ra ngoài đó tập với anh Chiến Thắng. Thì hai anh em không gặp nhau được. Chiến Thắng thì ngoài Bắc nhiều việc, Tấn Hoàng ở đây cũng có một số công việc, cho nên không có gặp nhau. Dạ, cảm ơn về sự khiêm tốn và lòng biết ơn của anh. Và bây giờ chúng tôi xin được mời bốn vị giám khảo chúng ta cùng lên sân khấu để chào kết trong ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Lý Hải, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi. Kính thưa quý vị, như vậy các thí sinh của chúng ta sẽ gặp nhau ở một cơ hội cuối cùng để chọn ra gương mặt quay trở lại với chúng ta trong đêm chung kết của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng do Đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Chúng tôi xin được khép lại chương trình tại đây. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.